Đây là xích lăn nha, xích lăn công suất lớn rồi con, một tắc luôn nè, thống ga một tắc, mùa e rất là khủng hơi khiếp, quá trời. Cái này dành cho anh em là nuôi tôm công nghiệp một cái thôi đủ rồi, cả ngàn mét vuông rồi. Rất là bự. Đây là xích lăn 80 nè, đây là tắc. Đây số dàn lắp taxi máy nha nè, máy xăng rất là rẻ, máy xăng máy dầu đầy đủ, Honda từ 5,5 ngựa đến 15 ngựa luôn, 16 ngựa luôn, tất cả cái dòng máy xăng đều có nha, từ 5,5 ngựa đến 16 ngựa hoặc hai mấy ngựa có luôn. Đây là những dòng bằng sắt chống xét luôn, rất là dày anh em, thép này được làm theo bản quyền công ty, nó rất là dày mà rẻ nữa. Trong công ty lúc nào cũng muốn tìm đồ rẻ mà chất lượng để bán cho bà con hết trơn, để nhẹ túi tiền bà con lấy bớt, để phù hợp với tiền bà con, rẻ nhưng phải chất lượng nha. Công ty luôn đặt hàng nỗi nào rẻ nhất, tốt nhất cho bà con. Nói những mặt hàng mới. Đầy đủ các lát, khỏe tay dày. Đây xích lăn, đây xích lăn 60 nè, dành chở xe tôm này, nhỏ cũng được nè, gắn trên xe cũng được nè. Có dòng xích lăn, qua đang coi số dòng xích lăn mà con, dành cho anh em là chạy xe tôm. Đây bơm nhân thể 5 nè. Đây bơm nhân thể 5 nè. Bơm nhân thể 5 đầy đủ. Chức năng nằm dưới. Đây là số đầu bò bơm nước nha, dành cho mấy máy dầu từ 6 ngựa cho lên, máy xăng từ 6 ngựa rưỡi cốc xéo. Tất cả đều bơm được rồi con. Đây bơm tôi hít đây. Đây, bơm công suất lớn. Bơm này một tắc 2 bà con, dành cho Vino đồ 2004 dưới lên. Đây số bơm nước rửa xe luôn, nguyên bộ 2 triệu mấy 3 triệu bộ bà con ơi, về xài luôn. Đây bộ phát motor luôn, rất là rẻ, con thì khỏi chế mới xài thôi. Cái xe đặc biệt có làm bằng tí sứ luôn á bà con, tí sứ luôn nha, tí sứ này là trắng trắng vậy nè, tí sứ là thằng này nè, chống hồng chống mòn rất là tốt, xài rất là bền. Đây có loại bơm nước nè, cái thắng nước bà con, cái này rất là rẻ, 2 triệu mấy có một con, 21, 22 có một con là dòng thường. Đây bơm nước dòng thi băng nè, thắng nước con bơm rất là nhẹ nhàng. Đây dòng cao cấp nè, dòng thi băng nè, đây là dòng thường nè, oxy lòn mấy ống oxy á. Đây mấy bơm nước nè, đây xích lăn xích sạc này, xích sạc nè, để xì tôm. Đây bơm nước nè, rất là ok. Đây là motor đầy đủ luôn rồi con ơi, motor các loại nè, dành cho tỉa tôm từ 1 đến 2, 3 ngựa đều có hết, cũng rất là rẻ. Giảm tốc đây, giảm tốc dành cho anh em mà chạy cái tôm nè, chạy cái quạt tôm nè. Đây là dòng bơm nước, rất là rẻ mà, 2 triệu mấy có 1 con à, có 2,5 triệu trở lại là có 1 con ngon. Đây là dòng cao cấp nè con, Honda nè, ta thấy là dòng này khá đắt. Phát điện Honda Thái có luôn nè con, này phát điện Honda Thái luôn nè, 2,5 kg nè, là Honda Thái nha. Đây chúng ta có bơm nước, đây là bơm nhân thể nè,
đó là bên nhân thể đó, bên thể rất lớn nè. Đây máy rửa xe cao áp rất là rẻ nha con, chúng ngóng đầy đủ hết trơn mà chỉ có 1,4 triệu thôi á, bảo hành cho bà con 3 tháng luôn, xài rất là ngon. Nó có dòng bơm, bơm nhân thể, bơm thường đầy đủ hết rồi con, từ ống một tắc trở lại đầy đủ hết. Đây là dòng phát điện ly băng luôn rồi con, dành cho gia đình xài là ok luôn, đặt trong chung cư hay là thành phố cũng đỡ ồn lắm. Nếu mà con nào xài gia đình nha, xài được nếu mà 7 kg thì xài được cũng 5 cái máy lạnh đó. Đây bơm hơi xe chỉ có 1,5 triệu thôi bà con ơi, 1,5 triệu một cái thôi, khoảng từ 1,7 triệu trở lại thôi, rất là rẻ. Đây số dòng máy xăng đây, bơm oxy xe đây, đây là bơm cao áp này. Đây là dòng máy xăng nè, Yukino nè, 6,5 lên nè, được bốc xếp bốc thẳng. Đây là Yukama 7,5. Đây là Honda của Thái nè con, như clip trước có giới thiệu đó, mua 5 cho cái máy tặng cho nhớt nè, ở trong dòng tháng 8 nè, 3,5 triệu con, của Thái bảo hành 1 năm luôn. Đây là dòng ly phân đó bà con, đây là dòng ly phân, dòng này dòng cao cấp được bảo hành 1 năm rồi con. Cả sản phẩm được bảo hành bà con nha, chạy phải ngon nha. Đây là ống bơm thuốc từ sâu của xe nè, cồn với 50 m, ống thế này là mỏng thế này bà con, rất là rẻ, chỉ vài trăm ngàn, cồn 50 m bấm đầu sẵn chỉ vài trăm ngàn thôi. Đây là số cắt cỏ nè bà con, cắt cỏ đầy đủ, Honda xịn đồ đầy đủ hết, cắt cỏ cũng rất rẻ, cũng còn chữ mấy cũng có luôn, cắt cỏ cây okay, rồi đầy đủ nha. Đây là phụ tùng của máy xăng nè, chụp giật vô ghi đầy đủ luôn, tất cả chụp giật vô ghi bà con khỏi sửa chỉ cực, có mấy chục ngàn cái mà con sửa chỉ cho cực. Đây là quạt tôm nè, đây cái dòng nó hút cỏ nè, GX Honda đầy đủ. Đây là cái cây nè, mới chắc còn luôn, đai poly đây, đặc biệt con len này xài poly tôm công suất lớn, phát điện nè, con ly này 2 tắc trở lại nè, khổ làm chế tất cả dòng máy gắn dừa luôn, rất là rẻ, khổ làm chế nhôm luôn, xài rất ít thao dây. Đây số dòng phun thân phun thuốc đầy đủ luôn nè, đây kinh đầy đủ luôn, nhiều quá không nhớ hỏi hết cả mặt hàng luôn, bà con là thấy cái nào cần thì alo nha. Đây các loại phun xăng GX nè, máy GX nè, hủ toàn đầy đủ, đó là tất cả dòng máy xăng của công ty. Ủa đóng cơm sushi đâu ta? Cái thùng đâu ai? Thùng hôm qua đâu? Tất cả dòng máy xăng của công ty nha.
anh em nào có nhu cầu thì alo. Alo, có anh, có luôn anh, 5 chai anh, đi tăng anh. Bỏ sườn mà không có đề anh, 16 nữa mới đề.